Ở quá ngon luôn này cả nhà. Bữa nay thì mình làm món gà nướng với ớt hiểm này cả nhà. Bữa nay bữa bẻ ớt quá trời ớt này. Sáng nay cũng xông chơi ngon ngon thiệt. Quá thơm ngon, quá hấp dẫn. Bữa nay làm gà nướng muối ớt. Bữa nay thì mời cả nhà ăn chúng em mà. Bánh mì con gà cái nhà em chào cả nhà nha. Em xin chào cả nhà, chào toàn thể của anh chị em thân mến đã đến kênh của mà Nguyễn Tấn miền Tây. Thì hôm nay thì em có làm về món là gà nướng muối ớt. Thì hồi sáng này thì mẹ em bả có đi làm về á, rồi bả mua được con gà rồi làm hồi sáng rồi đó. Làm hồi sáng rồi sạch sẽ rồi cái đầu đem kêu người ta đem đi nướng giùm đi mà quay giùm mấy cái nhà gà nướng muối ớt. Con gà nướng muối ớt nha cả nhà. Cùng cùng em ăn chung với em nha. Ngon quá cả nhà, bây giờ mời cả nhà uống miếng bia em cũng nha. Ăn cái này mà không uống mà bia thì nó không có ngon đúng đúng không nha. Lâu lắm mấy bữa gài gài thì em không có làm clip á cái nhà, bây giờ em cũng nhớ cái nhà dữ lắm. Thì hôm nay thì làm về gà nướng với ớt ăn với bánh mì. Ngon quá cái nhà. Dặn quá. Quá hấp dẫn này. Quên gà nướng béo luôn. Mềm quá. Bây giờ mình sẽ đùa ăn nha. Chân. Sẽ đùa ha. Giờ mời cái nhà ăn đuổi nha, ăn cái đuổi với em. Thêm dưỡng chấm ngon. Đưa đây không?
gà nướng với ớt nó nha, nó vàng hè mà thịt nó đầy ngọt mà nó để thơm nữa, ăn vào buổi trưa này nè, bởi vì nó rất là mát của mình. Mày nhận bia. Nhảy đùi nè. Mày mày ở nhà ăn chung mày miếng nữa nha. Em mời cả nhà. Cả nhà ơi, mấy anh và mấy chị thì em cũng rất là cảm ơn đến mấy anh và mấy chị cũng ủng hộ em những mấy ngày qua, thì em thì cũng chân thành cảm ơn mấy anh chị và quà rất nhiều. Thì bữa nay thì em làm về cái món gà này thì em đãi cho cả nhà nha, ai cũng em. Thì em mời cả nhà vô bia với em nè. Đùi nè. Quán rồi ở sau em rồi, ở sau em có nguyên cái ớt chào cái lửa luôn. Quá gì trái ở xung quanh sau lưng em làm quen cái khung vườn nhà của em hết trơn, khung vườn đất rộng. Vô nhà, vô nhà, vô.
quá ngon nha, thơm ngon. Mời nhận biên cho mày. Cả nhà nhớ là bấm like và subscribe và chia sẻ giùm cho em nha, và động rồi cho em nhớ sâu muốn tay cho em ngay cái nhà. Mời cái nhà ăn đùi ạ. Ngon quá nha. Quá trời ngon. Cái cánh ngon quá. Em mời cả nhà ăn cánh với em nha. Bữa nay mới có thứ sáu à. Cái đậu này mà nghỉ ở nhà cả nhà. Nói bữa nay sao thèm gà nướng mới quá. Cái đầu mẹ em bả làm nguyên con gà luôn. Quá ngon cả nhà, hấp dẫn quá nhà.
Cả nhà nào nhớ xem video em một cái nhà nhớ bấm chụp đây chia sẻ giúp em, nếu thấy em làm về cái món gà nướng muối ớt nghèo thì mọi người nhớ bấm đây cho em, và em cũng chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hello cả nhà, cả nhà thấy gà không nè, nướng ớt nè, quá ngon vậy. Mua ớt không? Ngon. Ngon quá nhỉ. Mời nhỉ. Thật cứ gai, mỡ giòn, mỡ thơm. Ngon lắm cả nhà. Thịt gà nướng muối ớt nha. Thịt thơm mới dai mà lại mà trên lưng gan gà nó có muối ớt nha, mặn mặn, mà thơm. Cảnh ngon quá. À không, ra nha. Có luôn em ra nữa nè cái nhà. À. Ra đây. Bước đây. Bước đây. Đây nó tới đây. Đây, đâu rồi? Đây nè. Nó là cái nhà. Thấy không? Nó nè. Nó nè, thấy không? Đó. Nó có nó qua đường đây hả, à, ngồi qua này đạp vỏ đuối chạy. đạp vỏ xuống bên đó chứ.
ngon quá cả nhà. Bây giờ thì em ăn mà hết nổi cả nhà. Bây giờ quá cay, với mà nó thịt gà nó rất ngọt. Ngon quá. Mời cả nhà uống hết ly bia này giúp em xong là nghe. Em thì cũng chân thành cảm ơn cả nhà đã đến xem video của em giờ làm về món gà nướng muối ớt. Rất chân thành và cảm ơn mấy anh và mấy chị và xem video của em. Thì em cũng gửi đến cả nhà mình một buổi xem video thật là đầy và ý nghĩa và thật đầy và nó thành công. Chúc mọi người mình anh chị em ăn gà chung nướng với muối ớt với em bữa nay rất là ngon. Mấy anh và mấy chị nếu mà thấy treo em video em có hay không mấy anh và mấy chị thấy video em có hay thì mấy anh chị nhớ để lại lời bình luận và subscribe và chia sẻ dùm cho em nghe. Và em cũng chào tạm biệt mấy anh và mấy chị rất là nhiều. Nè anh chị già nữa nè, nhiều không nè.